I'm rich. Hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh HealthVKT. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một con game tiếp tục là phi thâu ha. Và mình nhắc lại một lần nữa là phi thâu thì server sẽ rất là dễ sập và lắc vì nhiều bạn auto. Nên mình nhấn mạnh một điều là mình sẽ ít trả lời tin nhắn cũng như là của một số vấn đề như thâu thế nào, fan ke ra sao, pay AP ra sao, tại sao server lag. Vì mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Thì server thâu thường thường là server nó hay bị lag ha. Và nó hay dễ rất là dễ sập. Chứ lại dạo gần đây là mình làm hai cái series, đó là series One Week và cái series Võ Lâm Truyền Kỳ PC. Và hiện là đang chuẩn bị là mở thêm một cái vlog đó. Nên là cũng hơi bận thời gian trả lời tin nhắn các bạn, có gì các bạn thông cảm cho mình ha. Rồi bây giờ mình vào game. Thì đây thì mình hướng dẫn các bạn đăng ký luôn, bấm vào đây. Rồi bấm vào cái nút màu xanh ha, đây nè, màu xanh. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhập cái Gmail ha, Gmail tào lao đi. Rồi dưới đây là mật khẩu. Mật khẩu. Đó, trong game đồ họa nó về nè các bạn. Đó. Đó. Ok, giờ vô game ha. Một server là nó rất là dễ sập ha. Nên là cái chuyện sập lắc gì mình tính sao đi. Đó. Mày thì cầm kiếm ha. Rồi bây giờ tiếp theo đó là sát thủ. Đó, sát thủ vô bự. Rồi ok, chơi con này đi, hóa gia nữ vậy đó. Vào game là chúng ta chạy nhiệm vụ một chút nha. Đây là lượm thanh kiếm hả? Chắc vậy rồi ha. Ở đây là nó cho quà VIP, SS nè, đá hồn gì tùm lum hết nè, đó. SR gì tùm lum hết. Ở đây quà nạp ha. Bây giờ đâu hót ra? À đây. Đây là có gói quà đăng nhập gì nè, gọi bà nó đi ha. Chúng ta đừng quan tâm nhiều tới nó. Mình chỉ lướt lướt cho các bạn xem là nó có gì và phi cái gì thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thâu ha. Rồi ở đây các bạn nhấp vào cái link thâu ở dưới nha các bạn. Đó, ở đây là mã Gmail nè. Đó. Mã Gmail mình cũng sẽ để ở dưới ha. Thì dạo gần đây mình không có mà gọi là muốn giữ cái Gmail nữa. Giữ cái Gmail thì các bạn chửi bới sùm quá. Nhiều khi mình để cái Gmail như vậy mà các bạn còn chửi mà. Đây là tên nhân vật này ha. Đây là cái số tiền mà các bạn muốn nhận nè. Để mình nhận mờ nạp 10 triệu kim cương đi. Đó, nạp thành công. Nạp thành công tiếp. Đâu rồi? Nạp thành công mình chưa thấy gì hết vậy. Phải không ta? Cả nhà yêu nè, đúng rồi. Cả nhà yêu quận 1, 10 triệu kim cương. Chắc là thoát ra vào lại, để mình thoát ra vào lại cái nha.
Nếu các bạn mà update thấy lâu á thì các bạn có thể pay IP này nọ ha. Thì thường là mình thấy update nó rất là lâu. Hồi nãy mình update cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ nha các bạn. Các bạn xem video các bạn nhớ comment bình luận cho mình biết ý kiến của các bạn nha. Đó, nè được rồi này ha. Kim cương đã vào rồi nè. Các bạn thoát ra rồi vào lại sẽ thấy kim cương ha. Đó, đó. Có 10 triệu kim cương mà ta. Rồi ở đây nó có thẻ VIP nè. Cực chất gì nè, đó. Rồi chúng ta có thẻ VIP luôn, mới ăn luôn các bạn. Rồi tiếp tục ở đây chúng ta có gói thời trang giới hạn. Có thời trang đâu? Hình như là đây, đây nè, đây nè. 150 mới được mở hả? Và chừng nào mới được 150? 52 được mở, 52 được mở cái này. Acep 80 mới được mở cấp này nọ. Rồi tiếp tục có gì nữa không? Có quà giới hạn đồ cổ. Nạp luôn. Đây đồ cổ là không thấy cái gì ngoài tiền nè. À là cánh ha. Cánh 120 luôn. Đậu phụ. Gói quà gắn kết giới hạn. Đó vô rồi nè. Cái gì? À con ngựa. Con ngựa. Con ngựa. Tiếp tục coi. Gói quà tặng thú cưng thời trang có hạn. Ủa tào lao vậy? Quà tặng thú cưng gì mà có cái nón trong này. Tiếp tục, tiếp tục. Gói thời trang cánh vĩnh cửu. Đây, ủa tào lao nữa. Thời trang cánh mà sao nó ra con ngựa nữa. Rồi quà thời hạn thần vàng. Đây thì ra là cái cánh. Ủa giống cái cánh trên chứ có hát gì đâu trời. Gói thú cưng thời hạn phượng hoàng lửa. Đây, đây giờ mới thấy đúng nè. Gì vậy? Đừng bỏ vũ khí sau giờ học. Thời trang gì tào lao vậy? À gậy đánh golf vậy cái gì? Gậy đánh tennis. Phải không? Không phải, không phải. Cái cây đánh đánh cái bóng gì á quên mà nó tào lao. Nữ hoàng băng giá đây. À cái này là cái yên ngựa hay gì nè. Nữ hoàng băng giá cũng 52 mới mở các bạn. Thử tiếp coi. Rồng bay cực nhanh. À cái set giống như cái skin của con ngựa mà. Đây. Lại cánh. Vũ khí đường phố nè, coi cho gì đây. Đây đây. Ồ cái này là vũ khí đường phố hả? Nó không nói là mình không biết luôn các bạn. À cái lệnh bài. Có quà giới hạn thần sói tím. Rồi ở đây cái mục này là các bạn phải tắt cái phần dịch đi ha. Đây tắt cái phần dịch. Tôi tắt chưa vậy ta? Để tôi reset lại cái. Chỗ này mạng mùng như cái quần què vậy. Muốn đập luôn chứ. Đó, mạng mùng biết thấy mệt mỏi. Túi rất là rộng ha, túi 400 mấy rồi. Ở đây level 29 rồi cũng nhanh đó các bạn. Ở đây là mua được không? Sao không thấy mua gì hết vậy? À, chắc nạp kim cương ít quá. Take me.
Trời ơi má ơi, 1 triệu kim cương chỉ có được mấy cục đó vô thôi nữa hả? Các bạn đừng có auto như mình nha. Đó, rồi bây giờ có thể mua được rồi nè. Hãy xếp đủ. À cái con ngựa, cái con ấy nè, cái mấy cái hẻ nó ra cái này nè các bạn. Giống con chó nè. Đổi chó vậy đó hả? Hết chuyện rồi, giờ đi chơi chó luôn vậy. Bãi đái thì set này đẹp nè. Cái đường gì đi. Con nào mà việt hóa là còn gì bằng nữa các bạn. Các bạn nào biết tên game này thì các bạn có thể comment bên dưới ha, bình luận ở bên dưới cho mình biết nha, để mình sửa là cái tên game chứ mình cũng chẳng biết nó là cái tên gì nữa. Thấy phi thì lấy về cho các bạn thôi chứ có biết gì đâu. Nhiều ông lại bảo tôi là dốt nát lại thích thể hiện nữa. Hết đồ, có chổi bay nữa nè. Đồ cái thời trang SR luôn. Thời trang này mắc tiền nè. Chỉ có VIP mới có thôi. Phải. Có đồ SSR luôn. Hy vọng lên đây sẽ có cái skin. Không có skin các bạn. Nó bảo là được mua cái này mà đậu phòng có mua được đâu. À chúng ta phải nạp từ đây nè các bạn. Đó, chúng ta phải nạp lên. Đây nè, đó. Thấy rồi, đây nè, skin nè. À không thích cái skin nó cho lắm ha. Skin hơi xấu. Đồ, skin này đẹp nè. Mà nó cũng chỉ là ớt thôi. Thì nó là SR. Không mua được đâu. Rồi ở đây là cái đồ VIP. Ta cần ăn cái cục kim cương để cho nó lên, ăn cái kinh nghiệm để cho nó lên cấp mà ta không thấy nằm đâu. Nhìn con ngựa nó tù gì đâu. Bạn có thể cầm như vậy ha. Đụt lên con khủng long luôn kìa. Tào lao xíu mứng. Ô con tê giác. Lại con tê giác màu vàng. Không có gì khác hết ta. Để coi coi nó lên cái gì nữa đây. Sắp rồi, để coi lên cái gì nè. Ồ, con sói. Sau đây không có con gì nó khác hết ta. Tiếp tục tăng mát để coi được cái gì. Nhiều khi up game nhiều quá bây giờ suy nghĩ lại mình không nhớ là mình up con gì luôn các bạn. Nhiều bạn hỏi mình là ừ con game này sao anh, con game kia sao anh, nhớ đâu trả lời. Nghĩ coi mấy ngàn game, mấy chục ngàn game
biết bao nhiêu. Ủa lộn, nó quá, nó quá. Bậy, bậy. Trăm mấy game. Thường là bây giờ còn thu lại là cho khoảng còn 120 đi. Đúng là một con số rất là nhiều rồi ha. Server có triệu chứng là lắc lắc nhẹ. Nên các bạn làm ơn nha, đừng có auto giúp mình nha. Auto là server nó dễ die lắm á. Ồm lên báo găng kiếm ha. Tụt con mẹ ngồi rồi. Trời ơi. Quỷ hà. Nào. Các bạn nhớ bấm vào cái kênh Heo BKT Vlog giúp mình nha. Giúp mình đăng ký cho đủ 1000 sub, 1000 đăng ký với 4000 giờ xem với nha các bạn. Bên đó mình đang up mấy bản nhạc khoảng 1 giờ rồi, các bạn nào có thời gian thì có thể vào đó cài giúp mình ha. Dạo này sub kênh bên này thì thấy cũng ổn ổn mà sao cái lượt tương tác thì thấy nó ít ít vậy ta. Nhưng mà cái lượt xem mấy video mới nè hơi bị xa vời cho lắm. Cái kênh người ta lên thấy thương nhưng kênh mình lên lâu dễ sợ luôn các bạn. Không hiểu tại sao. Ê, con này con báo đen ha, chuẩn bị lên coi là cái gì nữa đây. Còn lên nữa không? Vâng, đang tiếp tục lên ha. Đó, con xương dương, con xương dương. Hơi lâu ha, coi coi. Tiếp theo là con ngựa. Trong tới con này là mát ha, con ngựa có cánh. Ok, để mình cắt cái khúc mình úp cái này lên cho nó lẹ ha. Cái màn cái này vô cái. Rồi, sau khi mà đăng một lúc thì nó đã lên ha. Đây là mấy cái kỹ năng của con này thì phải. Kỹ năng của con ngựa. Theo mình nghĩ là vậy. Đồ, nhìn đẹp vãi. Bây giờ chúng ta luyện level thôi ha. Đâu đây để mình cho nó đánh nè. Đó. Đó.
đứng đây đi con, đứng đây đi đánh. Đậu, nó trả nhiệm vụ. Đó, đây nè, giết boss nè. Đó, phát ăn ngay. Nhìn đẹp ghê không? Đó, đó, đó. Đó, ôi, ôi. Buông này không được ta. Tức ghê luôn, mua này không được các bạn ơi. Đó, 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 đẹp ghê không? Đó, đó. Trời ơi, kỹ năng quá đẹp. Đây có trang bị nè, cộng lên hay gì nè, chứ còn mấy cấp sao coi. Ui, bộ giáp nè, ui. Rồi cái này chắc mình phải up cho hết mấy cái này luôn quá. Cánh nè, ó. Ui ui, mát cánh nè các bạn, đẹp vãi. Chết rồi. Thẻ này như trong kia cũng có. Cái này trong cũng có. Còn có gì nữa nè, 70 là giờ lo chạy lên 55 để mà mở cái ngoại trang ha. Cho nó tự chạy ha, biết đánh đâu. Đó đó, kỹ năng quá đẹp. Boss nè, một phát một. Bây giờ mình rất là mạnh rồi ha, không còn quan tâm tới mấy con thứ kia nữa. Lên 62 rồi lẹ dữ, lên 70 luôn coi. Chạy như mình là rất là nhanh ha, mát nhanh luôn. Đó. Cứ canh cái bàn chân mà chạy ha. Lên 70 rồi. Có gạt kia là úp mát cánh nè các bạn. Nó nhìn đẹp ghê không? Để mình vô mình mặc cái chủ yếu là lên để mặc cái ngoại trang. Đậu
nhảy qua bên map khác rồi. Có bản, có bản hả? Ui, mấy con này một phát một đó đó. Boss nè, trời ơi, một phát rồi. Yêu, boss yêu. Đâu rồi? Mở nè. Đó đó, mở được ngoại trang rồi các bạn ơi. Mình có rất nhiều ngoại trang ha. Đó. Ui, mình có rất nhiều cái skin. Đó. Skin Halloween gì nè. Đó. Lên skin S nè. Chị dạy. Đó, hơi lắc chút thôi nha. Đó. Hậu nghệ, hậu nghệ. Đó. Con tướng S đi, lấy con tướng SS đi. Đó. Con này là SR ha. Không biết nó có kỹ năng gì nữa. Con này S ha. Ăn ở trong cái VIP á. Con này là hồi nãy thâu được nhận thôi. Không phải, con này là hồi nãy trong VIP luôn. Con này nãy trong VIP luôn nè các bạn. Đó. Con này nãy mở rồi mà. Đồ lô nha, lắc à. Tất nhiên là chúng ta phải chơi con ít r rồi ha. Đó. Ít r là ở rết. Hãm đá cho nó luôn nè. Đâu không có thời gian để đánh boss chứ không phải là gì hết rồi. Cái mấy cái đó là tích duyên gì này nọ. Đây đá nè. Lên mặt trăng luôn. Rồi bây giờ mở skin con ngựa. Con ngựa tới 120, con này 70. Nó chui vậy. Thôi video tới đây thôi ha. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn tự mình kiểm chứng cũng như là các bạn tự mình trải nghiệm con game này ha. Nãy giờ cũng lâu quá rồi, đam mê quá. Giờ nhìn lại nãy giờ cũng ba mấy phút rồi. Bạn giúp mình tự trải nghiệm con này ha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye. Để đánh thêm một con boss cái. Rồi, các bạn tự thâu nha. Đây, đánh thêm con 72. Đánh hết con 72 rồi mình sẽ nghỉ ha. Ốp cho các bạn muốn chơi thì chơi. Các bạn hãy like, share video này ha. Đừng quên ai chưa đăng ký thì đăng ký giúp mình nha. À, cái con đó không phải là cái skin ha. Đậu phụ. Con đó là con bét. Con bét chúng ta có thể đem theo. Má con bét gì còn đẹp hơn con nhân vật chính. Đậu. Yeah.
tin. Rồi không thấy con boss, boss ăn bắt mẹ nữa rồi. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.